trong một sự kiện đầy bất ngờ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lương, một trong những gương mặt nổi bật trong làng cải lương, đã quyết định rút lui khỏi vai trò giám khảo cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ lần thứ 19 sau một loạt phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Sự việc bắt đầu khi vợ chưa cưới của ông, Hoa hậu Quý Bà Phương Lê, gây tranh cãi trong một buổi live stream trên mạng xã hội, nơi Phương Lê chế lời quốc ca Việt Nam, hành động được cho là thiếu tôn trọng và không phù hợp với biểu tượng quốc gia. Đoạn live stream nhanh chóng lan truyền, châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ, yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Trước áp lực dư luận, ban tổ chức cuộc thi đã có cuộc họp khẩn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Lương và đi đến quyết định rút lui của Vũ Lương để bảo vệ uy tín cuộc thi. Khán giả hiện đang theo dõi những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là sự thay đổi giám khảo và ảnh hưởng của nó đến cuộc thi, cũng như những diễn biến về Hoa hậu Quý Bà Phương Lê. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hoa hậu Phương Lê lên tiếng vụ chế lời quốc ca. Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, Hoa hậu Quý Bà Phương Lê đã chính thức lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, bà Phương Lê thừa nhận rằng hành động của mình có thể đã gây ra hiểu lầm và làm phiền lòng nhiều người, và khẳng định rằng bản thân không có ý xúc phạm quốc ca hay chế lời bài hát, mà chỉ vô tình sử dụng một cụm từ không phù hợp trong bối cảnh bị các anti-fan công kích. Phương Lê xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã gây ra sự khó chịu này, và sẽ rút kinh nghiệm để không dùng những từ ngữ có thể gây ra hiểu lầm về sau, bà Phương Lê viết, và cũng cho biết sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, lời xin lỗi của bà Phương Lê không hoàn toàn làm dịu đi sự phẫn nộ từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng hành động của bà, dù có vô tình hay không, vẫn là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với quốc ca và các giá trị văn hóa dân tộc. Một số ý kiến còn đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để làm gương cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Vụ việc liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và bà Phương Lê không chỉ là một sự cố cá nhân, mà còn đặt ra nhiều vấn đề đối với cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ nói riêng và các cuộc thi nghệ thuật nói chung. Thứ nhất, sự việc này cho thấy tầm quan trọng của việc chọn lựa giám khảo, những người không chỉ có chuyên môn cao mà còn cần phải có trách nhiệm với vai trò của mình. Việc một giám khảo tham gia vào một sự kiện gây tranh cãi có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi và cả những thí sinh tham gia. Thứ hai, sự việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của ban tổ chức trong việc quản lý và kiểm soát các vấn đề liên quan đến các thành viên trong ban giám khảo. Mặc dù ban tổ chức đã có những động thái kịp thời để xử lý khủng hoảng, nhưng việc này cũng cho thấy cần có những quy định rõ ràng hơn để tránh những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Cuối cùng, vụ việc còn là một bài học về cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mọi hành động, phát ngôn của những người nổi tiếng đều có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý và bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Do đó, việc xử lý khủng hoảng không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhạy mà còn cần đến sự khéo léo và quyết đoán để tránh làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Mặc dù vụ việc liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và bà Phương Lê đã gây ra không ít sóng gió, nhưng cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2024 vẫn tiếp tục diễn ra với sự tham gia của nhiều thí sinh tài năng. Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho các vòng thi tiếp theo và cam kết sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong suốt quá trình thi. Việc thay đổi ban giám khảo giữa chừng có thể gây ra một số ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh, nhưng ban tổ chức tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc thi vẫn sẽ giữ được chất lượng và uy tín như những năm trước. Chuông Vàng Vòng Cổ không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, mà còn là nơi tôn vinh và phát triển nghệ thuật cải lương, một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân rút khỏi ban giám khảo cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ 2024. Cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ lần thứ 19 năm 2024 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, một trong những giám khảo của cuộc thi, bất ngờ rút khỏi ban giám khảo sau sự cố liên quan đến một buổi live stream gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sự kiện này không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình tuyển chọn giám khảo và cách thức xử lý khủng hoảng của ban tổ chức. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2024, sau buổi phát sóng ghi hình trước vòng tuyển chọn của cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ lần thứ 19, ban tổ chức đã thông báo chính thức về việc nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vai trò giám khảo cho các vòng thi tiếp theo. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội
và thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là trong giới yêu mến cải lương và nghệ thuật dân tộc. Sự việc bắt nguồn từ một buổi livestream trên mạng xã hội, trong đó nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân xuất hiện cùng với bà Phương Lê, vợ ông và cũng là hoa hậu Quý Bà. Trong buổi livestream này, bà Phương Lê đã hát quốc ca Việt Nam với thái độ bận cực và xử lời bài hát, một hành động mà nhiều người cho rằng thiếu tôn trọng và không phù hợp với một biểu tượng quốc gia. Cụ thể, bà Phương Lê đã thay đổi lời bài hát tiếng quân ca thành đoàn quân Việt Nam đi trong lòng cụ má, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại phần livestream này đã được lan truyền rộng rãi, dẫn đến một làn sóng phẫn nộ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành động này. Hành vi của bà Phương Lê bị xem là thiếu tôn trọng quốc ca và làm tổn thương đến lòng tự tôn dân tộc. Trước áp lực từ dư luận, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và ban tổ chức cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ đã có những động thái nhanh chóng để xử lý khủng hoảng. Theo ông Nguyễn Minh Hải, trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, ban tổ chức đã có buổi làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân để thảo luận về các bước tiếp theo. Trong buổi làm việc này, cả hai bên đã thống nhất rằng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ rút lui khỏi vai trò giám khảo để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi. Ông Hải nhấn mạnh rằng dù sự việc này là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nhưng ban tổ chức vẫn phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của cuộc thi. Chúng tôi đã có kế hoạch thay thế giám khảo cho những số phát sóng tiếp theo nhằm đảm bảo cuộc thi diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn, ông Hải cho biết. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã lên tiếng về vụ việc. Giám đốc HTV, ông Cao Anh Minh cho biết, đài đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang xem xét các bước xử lý phù hợp. Ông Minh khẳng định rằng HTV luôn đề cao tính nghiêm túc và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động sản xuất chương trình và sẽ không để bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến chất lượng của các chương trình phát sóng. Kế hoạch mới của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hoa hậu Quý Bà kém 7 tuổi. Trước đó, Vũ Luân và Hoa hậu Quý Bà kém 7 tuổi đã hé lộ thời gian có sinh con. Cụ thể, trên livestream, nhiều khán giả khuyên Hoa hậu Phương Lê xin cho anh Luân đứa con đi rồi làm. Nam nghệ sĩ sau đó đáp lời rằng, đúng rồi đó, mọi người tâm lý quá. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân còn hé lộ, anh mong muốn có thành viên mới vào năm tới với khẳng định năm sau có em bé được rồi đó. Trong chờ ngày anh chị đón thêm thành viên mới, hãy anh chị sớm có tin vui đi, hóng em bé chào đời, là những bình luận từ cư dân mạng đốt thúc cặp đôi sinh con. Trước đó, trong lễ đính hôn tối ngày 3 tháng 8, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trải lòng, hãy trở thành một nửa của anh, hãy cho anh được chìm đắm trong vòng tay ấm áp của em. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, trân trọng và yêu thương em suốt đời. Sau thời gian hẹn hò, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đã tổ chức lễ đính hôn tối ngày 3 tháng 8. Sau lễ đính hôn trên du thuyền sang chảnh, phủ đầy hoa hồng, cặp đôi cũng vấp phải loạt ý kiến trái chiều. Mạng xã hội đang lan truyền những bàn tán về cặp đôi, kế hoạch đám cưới với nhiều ý tiêu cực, những nghi ngờ làm PR để bán hàng, đám cưới giả để PR, hay nghi ngờ về giới tính của người trong cuộc vẫn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng đáp trả gay gắt, tuy nhiên tin đồn dường như vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán và người trong cuộc không lên tiếng về vụ việc. Sự thật là cả hai đã có một lễ đính hôn đẹp mắt, khán giả mong đợi đám cưới hoành tráng của cặp đôi vì cả hai đều giàu có. Nói về lý do chọn nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Hoa hậu Quý Bà cho biết, em chọn anh bởi anh là người đàn ông tử tế, em không phải là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng em sẽ yêu anh cách tốt nhất. Cảm ơn vì anh đã đến, chồng yêu, em yêu anh rất nhiều. Nghi vấn rạn nứt giữa Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân giữa ồn ào tranh chấp tài sản. Vừa qua, thông tin Vũ Luân bất ngờ xóa 5 MV từng đóng chung với Hồng Loan đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và gây ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Trước đây, Vũ Luân và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đặc biệt là trong giai đoạn sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Vũ Luân từng sống chết bảo vệ Hồng Loan trong cuộc tranh chấp tài sản với Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, hành động xóa các MV và sự tương tác giảm dần trên mạng xã hội đã đặt dấu hỏi lớn về sự thay đổi trong mối quan hệ này.
Gần đây, cư dân mạng lại truyền tay nhau nội dung trao đổi giữa nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hồng Loan liên quan đến việc tiền bàn thờ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Những động thái này đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Hồng Loan có thể đang gặp phải những áp lực không thể chia sẻ, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có với Vũ Luân. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau những status đầy ẩn ý của Hồng Loan. Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Vũ Luân và Hồng Loan đang trải qua giai đoạn khó khăn và đầy biến động. Sự im lặng từ Hồng Loan và những động thái của Vũ Luân trên mạng xã hội đã gây ra nhiều đồn đoán và thắc mắc. Dù nguyên nhân thực sự của sự giãn nứt này chưa được rõ ràng, nhưng rõ ràng rằng cả hai đều đang chịu áp lực từ nhiều phía. Liệu họ có thể giải quyết được những hiểu lầm và trở lại mối quan hệ như xưa? Thời gian sẽ trả lời, nhưng chắc chắn rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng cho cả hai. Ngay thời điểm này, Hồng Loan đăng một status đầy ẩn ý. Em xin cảm ơn anh đã đến với em và cho em biết thêm nhiều về cuộc sống. Thật sự, em không biết tại sao anh lại rời đi trong im lặng, nhưng em luôn trân trọng cái tình, cái nghĩa anh đã cho em. Em xin cả nhà đừng tấn công anh nữa. Dù gì, anh cũng là anh của em. Status này nhanh chóng gây chú ý và làm bùng nổ thêm những tin đồn về sự giãn nứt tình cảm giữa Hồng Loan và Vũ Luân. Nam nghệ sĩ không khỏi ngạc nhiên và ngay lập tức nhắn tin hỏi Hồng Loan liệu status đó có dành cho mình không, nhưng chỉ nhận lại biểu tượng khóc từ cô. Không dừng lại ở đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân quyết định đăng một status dài để làm rõ sự việc. Trong bài viết, anh đặt nhiều câu hỏi và bày tỏ sự bất ngờ. Em gái thương, anh vừa thấy bài viết của em đăng anh rất ngạc nhiên. Anh không hiểu việc gì đang xảy ra giữa anh và em mà đến nỗi em phải buồn. Anh đang làm gì sai hả em? Anh em mình đã cùng bên nhau chia sẻ vui buồn từ lúc ba mình còn sống. Khi ba mất, anh là anh hai nên thấy em khó khăn điều gì, anh luôn chia sẻ động viên, giúp đỡ. Này chuyện gì xảy ra đến mức phải nghi ngờ tình anh em mình vậy em? Tuy nhiên, phản ứng của Hồng Loan vẫn là sự im lặng, để lại Vũ Luân và cả cộng đồng mạng trong trạng thái bối rối và đầy thắc mắc. Những động thái này đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Hồng Loan có thể đang gặp phải những áp lực không thể chia sẻ, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có với Vũ Luân. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau những status đầy ẩn ý của Hồng Loan. Trong khi sự việc này vẫn chưa đi đến hồi kết, Hồng Loan vẫn tiếp tục với cuộc sống và công việc của mình. Ban đầu, cô chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ và livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những biến cố đã khiến cô phải thay đổi kế hoạch và chọn nhiều ngã rẽ mới. Gần đây, Hồng Loan đã thành lập một thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Sự chuyển hướng này cho thấy Hồng Loan đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định và thành công ngoài ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, những căng thẳng gần đây với Vũ Luân chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với cô. Sau những ồn ào, Hồng Loan chỉ muốn một cuộc sống yên ổn với công việc bình thường. Ban đầu, cô chỉ muốn mở quán ăn nhỏ, livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau này, Hồng Loan có nhiều ngã rẽ hơn, cô thỉnh thoảng có những lời mời biểu diễn. Thời gian gần đây, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn thành lập thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ. Quyền lợi của những người liên quan trong vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Căn cứ vào quy định pháp luật về thừa kế hiện hành, bà Võ Thị Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong khi mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai. Như vậy, trong trường hợp này, bà Võ Thị Hồng Loan là người được ưu tiên thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trước tiên. Bà Võ Thị Hồng Loan đã yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc buộc mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Điều này dựa trên việc bà Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo pháp luật. Mặc dù bà Võ Thị Hồng Loan có quyền thừa kế ưu tiên, tuy nhiên việc tranh chấp vẫn có thể xảy ra nếu phía nguyên đơn, mẹ con bà Hồng Nhung cho rằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bà Hồng Loan với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là không hợp pháp. Trong tình huống này, tòa án sẽ phải xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng từ cả hai phía để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong bối cảnh hiện tại,
bà Võ Thị Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo quy định pháp luật. Mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai và sẽ chỉ có quyền thừa kế nếu không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc nếu bà Hồng Loan không có quyền thừa kế. Việc giải quyết tranh chấp này phụ thuộc vào sự đánh giá và phán quyết của tòa án dựa trên các bằng chứng và quy định pháp luật hiện hành. Trước đó, vụ kiện liên quan đến tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023. Vụ kiện này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì liên quan đến di sản của một nghệ sĩ nổi tiếng. Theo đơn khởi kiện, bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bao gồm hai thửa đất số 87, 88 và căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung, yêu cầu hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển lên Tòa án Nhân dân TP.HCM để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đến tháng 6 năm 2024, thẩm phán Châu Thị Điệp được phân công giải quyết vụ tranh chấp này. Vì sao Hồng Nhung yêu cầu giám định chữ ký của anh trai, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Theo luật nuôi con nuôi năm 2010, việc nhận nuôi con nuôi phải được thực hiện theo một trình tự và thủ tục nhất định, bao gồm việc lập văn bản giao nhận con nuôi có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận con nuôi. Việc giám định chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi có thể xác định xem quy trình này có được thực hiện đúng quy định hay không. Nếu chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi là giả mạo, việc nhận con nuôi có thể bị coi là không hợp pháp và quyền lợi của bà Hồng Loan có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này sẽ dẫn đến việc các tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải được phân chia lại cho những người thừa kế khác theo quy định của pháp luật. Ngoài giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, việc giám định chữ ký trên giấy khai sinh cũng rất quan trọng. Giấy khai sinh là văn bản xác nhận mối quan hệ huyết thống và quyền thừa kế. Nếu chữ ký trên giấy khai sinh bị xác định là giả mạo, quyền lợi thừa kế của bà Hồng Loan có thể bị tước bỏ. Việc giám định chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong các giấy tờ quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế giữa bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan. Kết quả giám định sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng để xác định tính xác thực của các tài liệu liên quan, từ đó giúp tòa án đưa ra phán quyết công bằng và đúng đắn. Việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp tài sản. Quá trình giám định chữ ký thường bao gồm việc so sánh các mẫu chữ ký trên các tài liệu cần giám định với các mẫu chữ ký gốc của người ký. Trong trường hợp này là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các mẫu chữ ký gốc có thể được lấy từ các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa cố nghệ sĩ với các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt quan trọng là những chữ ký trên các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chữ ký trên các văn bản giao dịch ngân hàng, giấy tờ nhà đất, các tài liệu lưu trữ tại các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật, các đoàn cải lương nơi cố nghệ sĩ từng làm việc. Ngoài ra, các chữ ký trên các bút tích được công nhận công khai, chẳng hạn như dòng cảm xúc mà Vũ Linh để lại tại vườn hồng của ông Tư Tôn vào ngày 28 tháng 8 năm 1985. Việc giám định được thực hiện bởi các chuyên gia giám định tư pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giám định chữ ký. Các kết quả giám định sẽ được trình bày trong một báo cáo giám định là một chứng cứ quan trọng trong quá trình xét xử. Kết quả giám định chữ ký sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phân xử vụ án.
nếu kết quả giám định cho thấy chữ ký trên các giấy tờ là giả mạo, bà Hồng Nhung có thể yêu cầu tòa án tuyên bố các giấy tờ này vô hiệu và hủy bỏ quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này có thể dẫn đến việc tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phân chia lại theo quy định của pháp luật về thừa kế mà không bao gồm bà Hồng Loan. Ngược lại, nếu kết quả giám định chữ ký là thật, yêu cầu của bà Hồng Nhung sẽ không có cơ sở và tòa án có thể quyết định duy trì quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này sẽ đảm bảo rằng tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phân chia theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, bao gồm bà Hồng Loan như là người thừa kế hợp pháp. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.